đã đến lúc ta phải dừng lại. Đoạn đường chúng ta đi quá dài, còn in hằn cả thanh xuân muôn người con gái. Anh lặng lối sau những lo toan, anh lặng lối sau những lối mòn, bỏ sau lưng những ngăn nơ để chờ đưa đón. Dường như chính em đã chờ ngày để người viết tiếp ước mơ dài. Vậy em sẽ chọn cách đi xa người mãi mãi. Trách em sao không được, hay là giết em đi cũng được.